Cho béo ăn hào. Mày cho Tam mày cầm lên, mày cầm lên. Cầm đấy. Con này trời. Chị Năm. Chị... Này, Táo. Cầm cho mẹ lấy cái ruột ra. Chó sủa, chó sủa. Chó đó. Cái này nó sợ. Hôm nay có người mời không mất tiền cả nhà, cho nên là không mất tiền là đi ăn à. Không mất tiền, mời ăn không mất tiền. Chó sủa, chó sủa. 35.000 một dĩa, 35.000 một dĩa. 35k một dĩa, 35k một dĩa. Cái này để bển đi, nhiều rồi. Có tới tỉnh này có. Đi ăn không mất tiền, đi ăn không mất tiền. Ai đến đây ăn không? Đi ăn cắm đi cho con nha. Chào mọi người ấy. Bảo đi, mọi người đến đây ăn không mất tiền, bảo đi. Nói đi. Hả? Nói đi. Bảo mọi người đến đây ăn không mất tiền, mắc cỡ. Bà này chào mọi người đi. Đó, con chào mọi người. Mọi người đến đây ăn không mất tiền. Bọn con đang đi ăn chùa. Nói tờ rõ bọn con đang đi ăn chùa. Béo này. Báo. Chào. Chào mọi người đi. Hôm nay đi ăn gì? Ăn gì? Đi ăn không? Hả? Đi ăn chùa. Đi ăn không mất tiền. Ăn chùa. Ăn không mất tiền gọi là ăn chùa. Hả? Ôi ăn như ba 35.000 một món, 35.000 một món. Đúng là ăn chùa khác sao ăn nhiều thế nào? Ăn chùa. Từ từ đừng nói. Cô Năm, cái này là bào ngư nè. Bào ngư nè cô Hương. Ở đây nó làm nhanh. Ừ. Hôm nay đi ăn gì? Đây cô vui cho con nghe. Okay. Đi ăn gì? Để cô vui cho con. Hả? Ăn chùa. Ăn chùa đâu vậy? Đây. Ăn chùa. À, con duyên lắm á. Bà kiếm ông Tây cho bà ngủ, lấy kiếm đứa con Tây. Sao ông Tây nó kiện ngược lại mình thích mẹ luôn. Thế này nha. Ok. Ngon không? Ngon không? Ăn chùa chả ngon. Ăn chùa. Nó kêu nhiều dữ. Nay là có ăn chùa. Ôi quá trời. Này khách mời nhiều thế. Ăn chùa. Đây bào ngư. Cô đi ăn chùa là còn ăn bào ngư nữa, có chết. Cơm quá trời. Ăn mì không? Ngon ăn đâu? Ngon à. Nè, nếu ăn mày không? Không có hỏi hết. Nó dài lòng thò. Cho con mượn cái chén. Mỗi thứ hai bánh đấy nè quá rồi nè, không hay hai phần được cô. Cái này có rồi nè. À dạ. Đây đủ con này. Rồi đó. Con giòn hả? Quá. Quang đi bảo. Bảo có 10 triệu à. Đúng rồi. Nè của con nè. Ngon. Cắn hả? Cắn. Đi ăn gì á? Ăn chùa. Đi ăn chùa hoài. Người ta biết đi ăn chùa. Đi ăn chùa. Mẹ con nhà Hương đi ăn chùa cả nhà ơi. Ngon quá chị. Cô Hương này mà tính rồi. 35.000 một dĩa phải không? 35.000 một dĩa. Tùy món. Không 35 đều hết. 35 đều. Béo. Ốc điện lực. Đại bạn đi hỏi em qua giờ chở con để. Con này nha. Nó lên món cầm kìa. Con ơi, để nguyên cái dĩa luôn đi đi. Để nguyên cái dĩa đi luôn đi. Ăn ăn đây. Đây rồi chưa? Đâm đây hả? Rồi cắn à. Cắn. Cắn. Dài quá. Rồi ok. xilin hả? Con góp cho béo miếng xilin. Rồi. Cô Năm ăn bào ngư chưa? Ăn rồi. Ở bên cô Năm còn dĩa nữa kìa. Còn dĩa gì? Cô Năm nắp mì rang bạo cô Năm bảo ha. Ngon lắm. Út nhỏ mình đợi. Đây 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 đây. Rồi rớt luôn. Ngon lắm. Rớt nữa rồi hả? Đông á? Không. Bây giờ 70 đông á. Lúc nào quán này đông hết. Mà bán bình dân mà. Ăn rẻ. Đây mày lấy cho.